Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tỉnh ủy ban hành đề án số 18 đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, huyện ủy Bảo Thắng đã chỉ đạo các ngành địa phương chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch chương trình công tác hàng năm. Nhờ sự quyết liệt linh hoạt, huyện Bảo Thắng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng. Với nhóm giải pháp cơ chế chính sách quản lý xã hội, huyện đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, quản lý quy hoạch xây dựng và sử dụng đất đai. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản đã được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm sát sao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Rà soát hiện trạng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định mua mới, điều chuyển, thanh lý, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công, đất công, xử lý tài sản tịch thu, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức. Trong nhiệm kỳ qua, đã không ít lãnh đạo chủ chốt cấp xã bị kỷ luật do có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý tài chính. Rồi là một số cái cán bộ vi phạm. Chúng qua kiểm tra, qua thanh tra, chúng tôi cũng xử lý về mặt đảng, về mặt chính quyền và cho thôi giữ chức theo cái quy định về công tác phòng chống tham nhũng. Kết quả đạt được trong năm qua như vậy. Đây là những điểm nhấn, những cái giải pháp chủ yếu mà chúng tôi tổ chức thực hiện. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi làm tốt với công tác phòng chống tham nhũng là chúng tôi xây dựng cái đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, làm công tác kiểm tra có chuyên môn nghiệp vụ sâu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng. Những năm gần đây, Bảo Thắng được quan tâm triển khai nhiều dự án lớn, chuyển từ huyện thuần túy phát triển nông lâm nghiệp sang phát triển mạnh về công nghiệp. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp, các dự án trọng điểm đã tác động trực tiếp đến cuộc sống, quyền lợi, việc làm, tập quán của nhiều cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi nên đã nảy sinh tranh chấp, nảy sinh tiêu cực, các hành vi vi phạm về kinh tế dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài. Xác định rõ khó khăn này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra giám sát trọng tâm ở một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản. Trong 5 năm qua, huyện Bảo Thắng đã thực hiện 66 cuộc thanh tra, nội dung tập trung vào nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn xã hội hóa, các khoản phí, lệ phí. Tổng số tiền sai phạm được phát hiện là 246 triệu đồng. Từ hoạt động này đã kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế tồn tại, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng. Tập trung vào công tác phòng chống tham nhũng ở các cái lĩnh vực nổi cộm và lại nhạy cảm. Ví dụ như là trong công tác quản lý ngân sách, rồi trong công tác thu chi tài chính của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp có thu, rồi là đi sâu vào thanh tra về công tác quản lý đất đai của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường, cũng như là liên quan tới đầu tư xây dựng cơ bản. Đấy là về công tác hành chính. Trong nhiệm kỳ tới, huyện Bảo Thắng tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng cần được đặt lên hàng đầu. Theo đó, địa phương xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch tài sản, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa, tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, các đoàn thể, hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã, thị trấn, nhất là phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.